chương trình Tĩnh Tâm Giáng Sinh với loạt bài học Tin Tốt Lành, Niềm Vui Trào Dâng. Thân mời bạn cùng nhóm thông công dành thời gian tĩnh lặng, trông chờ, tỉnh thức và thầm nguyện. Ao ước loạt bài Tĩnh Tâm Giáng Sinh này sẽ dẫn dắt các bạn khám phá Tin Tốt Lành, Niềm Vui Trào Dâng. Bài 21: Sự Giáng Sinh của Đấng Thượng Cổ. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Giăng chương 18 câu 37. Phi-lát nói: "Thế thì ngươi là vua sao?" Đức Chúa Giê-xu đáp: "Chính ngươi nói ta là vua. Đây là lý do tại sao ta đã sinh ra, tại sao ta đã giáng thế. Ấy là để làm chứng cho chân lý. Bất cứ ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng ta." Giăng chương 18 câu 37 là phân đoạn kinh thánh tuyệt vời nhất cho mùa Giáng sinh, kể cả khi nó xuất hiện tại thời điểm cuối đời của Chúa Giê-xu trên đất, không phải là đầu tiên. Hãy chú ý, Chúa Giê-xu không chỉ nói về việc Ngài đã sinh ra, mà còn là Ngài đã giáng thế, tức là Đức Chúa Trời đã đến với thế gian này. Điều đặc biệt nhất của việc Chúa đã sinh ra chính là sự hiện hữu của Chúa Giê-xu không phải chỉ mới bắt đầu vào ngày Ngài giáng thế. Chúa Giê-xu đã hiện hữu từ trước khi Ngài được sinh ra trong chuồng chiên mắng cỏ. Mọi điều của Chúa Giê-xu đều đã có từ trước khi Ngài giáng sinh và được gọi là Chúa Giê-xu, người Nazareth. Từ ngữ thần học mô tả sự mầu nhiệm này không phải là từ sự sáng tạo, mà là từ sự nhập thể. Thân vị của Chúa Giê-xu, thân vị đời đời của Ngài, đã hiện hữu từ trước khi Ngài được sinh ra là một con người bằng xương bằng thịt. Sự giáng sinh của Ngài không phải là việc Ngài mặc lấy một con người mới, nhưng là sự giáng sinh của một đấng vốn đã hiện hữu từ cõi đời đời vô cùng. Vào 700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, tiên tri Mi-che đã nói về điều này như sau: "Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng nghìn Giu-đa là nhỏ lắm, nhưng từ nơi ngươi, một đấng cai trị trên Israel đã được sinh ra. Nguồn gốc của Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng." Mi-che chương 5 câu thứ nhất. Sự mầu nhiệm trong sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh không phải chỉ đơn thuần là Chúa được sinh ra từ một người nữ đồng trinh. Phép lạ đó đã được lên kế hoạch bởi Đức Chúa Trời để làm bằng chứng cho một điều còn vĩ đại hơn. Đó là Hài Nhi được sinh ra vào ngày Giáng sinh là một đấng đã có từ đời xưa, từ trước vô cùng. Và cũng vì vậy mà sự Giáng sinh của Ngài mang một mục đích lớn lao. Trước khi Ngài được sinh ra, Ngài đã suy nghĩ về việc Ngài sẽ được sinh ra như thế nào. Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch. Và trong một phần của hoạch định vĩ đại ấy, Ngài đã nói trong những ngày cuối cùng của Ngài trên đất rằng: "Đây là lý do tại sao ta đã sinh ra, tại sao ta đã giáng thế. Ấy là để làm chứng cho chân lý. Bất cứ ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng ta." Chúa Giê-xu là chân lý đời đời. Ngài chỉ công bố lẽ thật đời đời. Ngài đã bày tỏ đại trọn chân lý vĩ đại nhất của tình yêu thương, là Ngài đang nhóm lại gia đình đời đời của Ngài, tất cả những ai được sinh ra bởi chân lý này. Đây chính là kế hoạch của Ngài từ những ngày trước vô cùng. Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời hiện hữu từ trước vô cùng. Chính Ngài đã nhập thể. Điều này giúp tôi thêm quý trọng sự nhập thể của Chúa Giê-xu như thế nào? Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, là đấng hiện hữu đời đời. Chính Chúa Giê-xu đã nhập thể, trở nên một con người giữa vòng chúng con. Chính Ngài bày tỏ lẽ thật đời đời về Đức Chúa Trời cho chúng con được biết. Chính Ngài đã đến, tìm và đưa chúng con trở về với gia đình đời đời của Ngài. Con thật biết ơn Ngài.
Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Xin cầu nguyện cho chương trình và chia sẻ chương trình này cho bạn bè cùng khám phá. Tin tốt lành, niềm vui trao dâng. Hẹn gặp lại bạn trong chương trình ngày mai.